Chào mọi người, đây là cái mạch điện mà mình mua trên Shopee với cái giá là chưa đến 20.000 đồng, chính xác hơn là 19.000 mấy trăm đồng các bạn. Đó, và đây là cái loại mạch điện gọi là mạch dò kim loại, tức là cái này nó sẽ phát hiện được cái kim loại ở một cái khoảng cách nhất định. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp nó thử xem là nó có hoạt động được giống như cái mô tả hay không. Đây là những cái linh kiện gọi là combo đi theo, toàn bộ linh kiện như này và cả bảng mạch như này thì nó sẽ có cái trị giá là khoảng tầm xấp xỉ 20.000 các bạn nhé. Đi theo thì có một cái tờ giấy gọi là sơ đồ mạch này và các chỉ số linh kiện ở những cái vị trí kết nối gọi là vị trí cắm linh kiện đó. Còn đây là sơ đồ, khi mà các bạn đã có cái sơ đồ này thì các bạn cũng có thể hoàn toàn tự làm lấy một cái với những cái chỉ số đây nó có sẵn hết rồi đó. Bên này là những cái ký hiệu về linh kiện các thứ này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp thử xem nó sẽ hoạt động được hay không và cái tính hiệu quả nó như thế nào các bạn nhé. Về các cái linh kiện đi theo thì bao gồm tụ điện, biến trở chỉnh, công tắc tắt mở, transistor và những cái loại tụ. Ngoài ra thì có điện trở này, cái rắc để mà hàn chân nguồn này. Đây là cái còi 5V. Khi mà cấp điện vào nó sẽ sinh ra tiếng kêu. Một bóng đèn LED và các cái tụ điện tụ đất như này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối lắp hết các linh kiện này trên bảng mạch ở đây để xem rằng nó hoạt động hay không các bạn nhé. Sau khi mà lắp ráp xong thì các linh kiện nó đã được làm hết trên này đúng với các vị trí các bạn nhé. Nó có chỉ số linh kiện ở trên cái số linh kiện và cái số ở trên bao mạch. Đó, như vậy là mình đã lắp xong. Và phía đằng sau thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái chân mà lằng ngoằng như này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bấm hết cái này đi. Như vậy là đã xong rồi. Mình sẽ tiến hành hàn tất cả các linh kiện này lại và sẽ tiến hành cấp điện để chạy thử. Linh kiện của Trung Quốc thì toàn bộ là chân sắt thôi các bạn nhé. Với cái giá rẻ như vậy thì sẽ không có linh kiện chân đồng được đâu. Như vậy là mình đã hàn xong. Bây giờ sẽ tiến hành cấp điện áp này vào để chạy. Điện áp ở đây nó có thể ghi ở đây là 3V đến 5V này các bạn. Chạy với 3V đến 5V. Như vậy là chúng ta sẽ có thể sử dụng với pin 18650 các bạn nhé. 18650 là điện áp bình thường của nó là 3V7. Và điện áp sạc đầy là 4V2. Nó sẽ trong cái ngưỡng hoạt động của cái này rồi. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử. Bên tay trái là dương và bên phải là âm này. Đó. Như vậy là mình đã kết nối xong và bấm cái công tắc này lên thì vừa lấy công tắc ấn sẵn và nó có cái tiếng kêu. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái biến trở này. Đó, các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta dí một cái vật kim loại vào thì cái loa này sẽ phát ra cái âm thanh này. Và khi mà nó bị kêu như vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh cái này. Cái này cũng là một cái điều chỉnh cái độ nhạy các bạn nhé. Nếu như chúng ta để nó âm thanh nó hơi kêu thì chúng ta sẽ phát hiện được cái vật kim loại ở xa hơn. Nhưng mà nghe có vẻ như hoạt động không mấy là trơn tru cả. Rồi. Phạm vi này thì mình ứng chừng khoảng 3 cm là phát hiện được. Nếu như cái còi này vẫn có âm thanh kêu các bạn, vẫn có âm thanh kêu. Cái nếu như mà mình chỉnh cho mất cái âm thanh này đi thì cái độ nhạy nó sẽ kém hơn, nhưng vẫn hoạt động được bình thường. Bây giờ mình sẽ chỉnh lùi cái này về thêm xem như nào nhé. Hết cỡ này, không phát hiện được nữa. Độ nhạy giảm về bằng 0, nó sẽ không phát hiện được nữa. Như vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh cái biến trở này cho tới khi nào một cái âm thanh vừa đủ không kêu thôi thì chúng ta sẽ đặt, hoặc là cho nó hơi kêu nhỏ một chút. Đó.
thì nó sẽ phát hiện được như này. Mình thử bằng sắt này, thép này thì nó phát hiện được. Bây giờ mình sẽ thử bằng các cái vật, ví dụ như là bằng đồng hoặc nhôm xem nó phát hiện không các bạn nhé. Ở đây mình sẽ có một cái cục nhôm to đây, phát hiện được luôn các bạn. Đó, phát hiện bằng nhôm. Nhưng mà cái khoảng cách dò được của nó thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 3cm thôi các bạn nhé. Mặt trước mặt sau đều vậy. Bây giờ mình sẽ thử một cái bằng đồng xem nào. Đồng thì không thấy cái tác dụng gì các bạn. Như vậy thì có thể nó sẽ, hay cái vật này quá nhỏ không biết, không thấy phát hiện. Bây giờ mình sẽ thử uốn cái đồng này vào một cục như này. Ví dụ đây là một cái nhẫn bằng vàng chẳng hạn, thì phát hiện của nó rất là kém. Cái này nó chỉ mang một cái tính chất là cái module về chúng ta có thể chơi và khám phá thôi các bạn. Hoặc là các bạn có thể phát triển ra một cái nó mạnh hơn nhiều như thế này thì chúng ta mới có thể dò được những cái kim loại nằm ở sâu dưới vài chục cm. Đó, phát hiện rất là kém. Đối với vàng thì nó phát hiện tốt hơn đồng nhưng mà cũng không mấy khả thi. Độ kiểm tra của nó đối với những cái vật nhỏ như này thì nó chỉ khoảng tầm 1cm thôi. Mình thì cho kêu to hơn nè. To hơn thì không kiểm tra được đâu nhé. Còi nó sẽ kêu gần như là hết cỡ rồi. Cho nó mất tiếng còi đi. Mất tiếng còi đi thì độ nhạy gần như là cũng rất là kém. Chỉ phát hiện được những cái loại mà có tính từ, ví dụ như sắt thép. Đó. Những cái cục mà càng to thì tất nhiên nó càng dễ phát hiện rồi. Còn đối với nam châm thì sao? Nó có cái tính từ cực mạnh, ví dụ như cục nam châm trắng này thì không biết rằng nó sẽ phát hiện được hay không. Không phát hiện được các bạn. Phát hiện rất kém. Rất kém, nó sẽ không giống như là một cái cục sắt như cái kìm to này. Đó. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay ấy, đó là mình lắp một cái module này để mình thử nghiệm xem rằng là cái chế độ này nó có dò được những cái ví dụ như đường dây điện âm tường hay không. Bởi vì đường dây điện âm tường nó sẽ, khi mà cắm điện nó sẽ sinh ra một cái đường điện nó chạy qua ấy, thì nó cũng sẽ dễ phát hiện hơn, giống như là các cái mà nó bút dò những cái điện âm tường ấy. Còn đối với cái này thì mình không biết rằng nó có khả thi hơn cái việc đấy không, độ nhạy cao hơn không. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử úp cái này vào một cái ổ điện gần gần xem nó như thế nào các bạn nhé. Mình mang tới đây là một cái ổ điện này 220V, mình bật sẵn lên và tiến hành đặt thử xem nó có phát hiện được cái gì không. Không phát hiện được cái gì. Thứ nhất là trong cái ổ điện này nó cũng sẽ có các cái cực tiếp xúc bằng đồng, nhưng mà cái mạch điện này cũng không phát hiện được các bạn nhé, không phát hiện được. Thứ hai nữa là đường dây điện đi nó cũng bằng đồng, và trong cái quá trình đi như vậy thì điện nó cũng sẽ sinh ra một cái lượng từ trường nhất định, nhưng mà nó cũng không phát hiện được cái gì hết. Mặc dù là mạch điện này vẫn đang kết nối, vẫn đang bật. Bây giờ mình sẽ thử kiểm chứng lại. Đó, kìm thì vẫn chạy luôn. Nhưng mà đối với ổ điện hoặc là dây điện đang có điện nhưng mà nó cũng không phát hiện được. Bây giờ mình sẽ tăng độ nhạy lên. Cũng không phát hiện được, không khả thi gì cả. Đó. Vừa nãy thì mình mắt mũi kém tèm nhèm cắm cái đèn LED này nó sai cực tính, bảo sao mà nó không thấy hoạt động, không thấy đèn đỏ gì cả. Thì sau khi mình cắm lại mình nhìn thấy thì mình đã cắm ngược. Bây giờ mình cắm lại và thì cảm thấy rằng là đèn đỏ sáng lên. Cái này có thể nói là một cái chức năng dành cho những người mà bị có vấn đề về tai, tức là không nghe được âm thanh. Thì chúng ta sẽ nhìn bằng mắt, có nghĩa là khi mà có đèn đỏ như này là có tín hiệu nhận biết được các bạn nhé. Đó. Nói về tổng quan cái mạch điện này thì đối với cái giá là 20.000 đồng bao gồm tất cả linh kiện và cái bảng mạch chính này là mạch in trên phíp thủy tinh hai lớp, thì mình nhận thấy rằng nó đối với những cái giá như này thì đối với những sản phẩm của Trung Quốc ấy, hầu hết là nó có cái giá cũng khá là rẻ tiền, và cái bảng mạch thì rất là chất lượng nhưng linh kiện thì toàn bộ là linh kiện chất sắt hết. Và mình đã lắp ráp xong cũng như là review cho các bạn thấy một cái mạch điện gọi là mạch điện dò kim loại cho các bạn có thể tham khảo nếu như chúng ta đang quan tâm phân vân về cái mạch điện này mà chưa có cơ hội mua về, hoặc là chưa có cái kiến thức gì về cái mạch điện này thì chúng ta cũng có thể làm theo hoặc là chúng ta phát triển. Ở đây là cái sơ đồ mà nó cho đi theo đây, các bạn có thể chụp ảnh chỗ này, các bạn có thể nghiên cứu. Còn không thì chúng ta cũng có thể mua về một cái mạch điện như này, chúng ta có thể trải nghiệm nhé.
Và cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần tới.